Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với tỉnh Hà Giang. Lễ truy điệu hai kiểm lâm viên hy sinh trong khi tham gia chữa cháy rừng trên giải Tây Cồn Lĩnh. Phát huy phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng trên đỉnh Tây Cồn Lĩnh. Hoạt động tọa đàm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trên địa bàn tỉnh. Quan tâm giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị cùng đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban dân tỉnh về công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Sự làm việc với đoàn về phía tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Đức Quý cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Về công tác phòng chống cháy rừng mùa khô hanh năm 2023-2024, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra 7 vụ cháy, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Đối với vụ cháy rừng tại khu vực giáp danh 3 xã Lao Chải, Xín Chải, Phương Tiến, huyện Vị Xuyên thuộc rừng đặc dụng Tây Cồn Lĩnh vào rạng sáng ngày 26 tháng 4, khu vực xảy ra cháy có địa hình phức tạp, khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời và quyết tâm của hơn 1.000 người thuộc các lực lượng, đến trưa ngày 27 tháng 4, các đám cháy trên địa bàn 3 xã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát cháy trở lại rất cao. Trong quá trình tham gia chữa cháy rừng, có 2 cán bộ kiểm lâm đã hy sinh, một số đồng chí bị ngạt khói phải đưa đi cấp cứu. Diện tích rừng bị cháy ước tính 15 hectare. Tỉnh đã chủ động thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân 2 đồng chí kiểm lâm hy sinh và các đồng chí bị thương khi tham gia chữa cháy rừng. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang trong quản lý bảo vệ rừng. Về vụ cháy tại khu vực rừng đặc dụng Tây Cồn Lĩnh gây thiệt hại lớn về người và rừng, tỉnh Hà Giang cần chỉ đạo khắc phục kịp thời, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu các quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục hồ sơ công nhận chế độ chính sách phù hợp cho 2 cán bộ kiểm lâm đã hy sinh khi tham gia chữa cháy rừng. Thời gian tới, nắng nóng khiến nguy cơ cháy rừng rất cao, do vậy, cấp ủy chính quyền địa phương và người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng sát với tình hình thực tế. Tôi đề nghị các ông chí chỉ đạo các địa phương, các sở ban ngành là phải tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua một số các biện pháp. Một là dự báo của Sở Nông nghiệp, của Chi cục Kiểm lâm là phải kịp thời. Tôi cũng đề nghị với tỉnh là xem xét trước mắt là nếu mà những cái điểm mà có nguy cơ cháy cao, những cán bộ làm công tác chữa cháy thì tỉnh xem xét để hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn của tỉnh. Thế và đây cũng là một cái biện pháp mà cần thiết. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm minh nếu có vi phạm pháp luật, xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng cụ thể, giao trách nhiệm cho từng thành viên, đồng thời nhanh chóng tổ chức phát động phong trào thi đua, xây dựng chế độ chính sách tốt trong lực lượng kiểm lâm. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và nhấn mạnh, tỉnh Hà Giang sẽ nhanh chóng phát động việc học tập và nêu gương 2 đồng chí kiểm lâm đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng, yêu cầu các sở ngành hữu quan nhanh chóng chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận liệt sĩ cho 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh theo quy định của pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo vệ rừng, chú trọng xây dựng bản đồ hiện trạng để thống nhất việc di chuyển phù hợp trong quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. 9 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ truy điệu 2 đồng chí kiểm lâm viên là Trương Thị Lan và Trần Văn Khiên đã hy sinh khi tham gia chữa cháy rừng tại đỉnh núi Tây Cồn Lĩnh. Dự lễ truy điệu có các đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 tỉnh Hà Giang, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người thân và bạn bè 2 đồng chí kiểm lâm đã hy sinh. Điếu văn tại lễ truy điệu bày tỏ niềm tiếc thương, chia sẻ mất mát to lớn về hành động dũng cảm và sự hy sinh của 2 đồng chí kiểm lâm viên Trương Thị Lan và Trần Văn Khiên. Trải qua hơn 14 năm công tác, dù ở cương vị hay đơn vị công tác nào, 2 đồng chí Trương Thị Lan và Trần Văn Khiên cũng không ngại khó khăn, nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích công hiến đó,
hai đồng chí đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thưởng, thật sự là tấm gương tận tụy trong công việc, là tấm gương sáng trong đời sống, được đồng nghiệp, bạn bè, người dân tin yêu. Vụ cháy rừng đã được khống chế, mai này rừng sẽ được tái sinh, những mầm xanh, sự sống sẽ bật lên ở nơi mà hai đồng chí đã hy sinh, như bông hoa đỗ quyên thắm đỏ giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ gửi công điện thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các cán bộ kiểm lâm đã hy sinh và bị thương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh truy tặng bằng khen cho hai đồng chí về hành động dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng. Hai cốt các đồng chí sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Ngay sau lễ truy điệu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm kiểm lâm viên Nguyễn Tiến Hải hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chia sẻ, động viên đồng chí Nguyễn Tiến Hải yên tâm điều trị, nhanh chóng ổn định tinh thần sức khỏe, đề nghị cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm sâu sắc, hỗ trợ và điều trị tốt nhất để đồng chí Nguyễn Tiến Hải sớm bình phục trở về với gia đình và công việc. Thưa quý vị và các bạn, về vụ cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, sau 2 ngày đêm chiến đấu với giặc lửa, nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng nỗ lực tột cùng của hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân, trong đó là cả những hy sinh, mất mát to lớn. Chiều ngày 27 tháng 4 đã cơ bản khống chế và một trong những kinh nghiệm qua vụ cháy và chữa cháy chính là phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ. Ngay cả khi đám cháy cơ bản được khống chế, binh nhì Hoàng Trần Trịnh tại đội 4 tiểu đoàn 1, trung đoàn 877 cùng các chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục bám nắm địa bàn, sẵn sàng chờ lệnh, ứng trực, tuần tra kiểm soát hiện trường, quyết tâm cao nhất không để cháy rừng bùng phát trở lại. Tôi cũng nhận lệnh và lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất của các đồng chí lính trẻ, cũng thực hiện nhiệm vụ tham gia dập lửa chữa cháy. Em thuộc lực lượng dân quân xã Phong Quang, được ủy ban được cử đến đây để hỗ trợ xã Phương Tiến để dập cháy rừng, quyết tâm ngăn chặn không cho lửa lan ra khỏi các vùng khác. Sáng ngày 26 tháng 4, ngay khi vụ cháy rừng được phát hiện, huyện Vị Xuyên đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh và các huyện bạn lên tăng cường hỗ trợ, tiếp tục triển khai kịp thời phương án chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó thực hiện chỉ huy tại chỗ, phân công phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng của huyện. Chính vì vậy, mặc dù rất đông lực lượng tham gia nhưng mỗi lực lượng đều có người phụ trách và thực hiện nhiệm vụ của tổ đội tại hiện trường và phối hợp tốt với các tổ đội khác để có phương án chữa cháy rừng đảm bảo hiệu quả. Chúng tôi vẫn cứ động viên anh em bám trụ tại thực địa để sẵn sàng với cái điều kiện thời tiết nắng và gió như thế này để anh em bám trụ lại. Khi mà nếu như mà có hiện tượng bùng lửa lại thì có lực lượng tại chỗ để xử lý luôn. Ngay trong chương trình huấn luyện hay là trong quá trình tổ chức giáo dục thường xuyên, giáo dục cơ bản thì đều có các cái nội dung trong đó là tìm kiếm cứu nạn, thì trong đó có cái nội dung là phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng này. Cho nên là anh em cán bộ chiến sĩ với cái tinh thần rất là quyết tâm. Do thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ nên huyện Vị Xuyên đã huy động tốt lực lượng và hậu cần tại chỗ, với hàng nghìn lượt người dân tích cực tham gia cùng các lực lượng chữa cháy rừng, phát động được nhiều lượt người dân ủng hộ nước uống, nhu yếu phẩm, cung cấp cho những người làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Toàn bộ anh em, lực lượng thanh niên, này, dân quân, này, rồi toàn thể bà con nhân dân thì tham gia tiếp ứng dập cháy ở tại hiện trường. Thế còn một số các cái bà con nhân dân tiếp ứng nhu yếu phẩm, rồi hỗ trợ nước nôi, rồi là thực phẩm. Vụ cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh và công tác chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả, nhanh chóng tiếp tục khẳng định sự đúng đắn của phương châm 4 tại chỗ. Những kinh nghiệm, bài học quý báu và cả đau xót qua vụ cháy và chữa cháy này sẽ rất hữu ích đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới, nhất là trong điều kiện khó khăn về địa hình, nguồn nước và thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay. Liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng, vụ cháy rừng trên đỉnh Tây Côn Lĩnh ngày 27 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành công điện số 41 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Theo công điện, tại tỉnh Hà Giang, trong những ngày qua thời tiết nắng nóng kéo dài, cháy rừng đã xảy ra tại khu vực giáp danh ba xã Phương Tiến, Lao Trải, Xín Trải, huyện Vị Xuyên, làm thiệt hại nhiều hecta rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, vụ cháy rừng nêu trên đã làm hai cán bộ kiểm lâm bị tử vong trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy rừng.
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân, các gia đình, các cán bộ kiểm lâm bị nạn tại tỉnh Hà Giang. Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và tập trung khắc phục hậu quả sau cháy rừng. Trong đó, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng quy định của pháp luật đối với các cán bộ kiểm lâm bị tử vong trong quá trình tham gia chữa cháy rừng. Tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Bộ trưởng các bộ theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền cấp cơ sở tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện các chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật đối với các cán bộ kiểm lâm bị tử vong trong quá trình tham dự. Và sáng ngày 28 tháng 4, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên của thành phố Hà Nội phối hợp cùng gia đình cựu chiến binh Vũ Hội tổ chức chương trình thắp nến tri ân và lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại khu vực nhà bia liệt sĩ xã Thanh Thủy. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong không khí trang nghiêm xúc động, lễ thăm nến tri ân là hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ đến công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ quyền lãnh thổ quốc gia, vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc cho thế hệ trẻ. Tại khu vực nhà bia liệt sĩ xã Thanh Thủy, với lòng thành kính tri ân, các đồng chí lãnh đạo cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ. Chương trình thắp nến tri ân và lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, từ đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên của thành phố Hà Giang cũng đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Sáng ngày 28 tháng 4 đã diễn ra giải chạy tiếp sức của câu lạc bộ Hà Giang Runner nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 138 năm ngày quốc tế lao động và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước khi diễn ra giải chạy tiếp sức, gần 200 cán bộ, đảng viên, nhân dân yêu thích môn chạy bộ và các thành viên câu lạc bộ Hà Giang Runners đã tiến hành chạy hưởng ứng quãng đường 3,5 km. Tham gia chạy giải tiếp sức có 66 vận động viên thuộc 11 đội, trong đó thành phố Hà Giang có 7 đội, 4 đội còn lại đến từ Tuyên Quang Runners, Vinhome Ocean Park Runner 1, Vinhome Ocean Park Runner 2 và đội Runner huyện Quang Bình. Mỗi thành viên trong đội chạy tiếp sức quãng đường 2,1 km. Đối với Hà Giang, bọn mình có một cái cảm nhận rất là đặc biệt, đó là các bạn rất là thân thiện và xứng tầm với lại một tỉnh du lịch của phía Bắc. Qua cái giải chạy này thì tôi rút được ra cái bài học là tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và con người thân thiện hơn. Những cuộc thi này nó khích lệ cái các thành viên trong câu lạc bộ để chúng ta hoạt động tốt hơn. Đấy thì và qua đây thì cũng vừa vui vừa khỏe, cái ngoài cũng có giải nhưng mà chủ yếu là mục đích là để khích lệ tinh thần anh em để hăng say tập luyện và tham gia. Giải chạy tiếp sức của câu lạc bộ Hà Giang Runners được tổ chức thường niên. Đây là sân chơi, là dịp để những người yêu thích bộ môn chạy bộ giao lưu, kết nối, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình lần này, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch thành phố Hà Giang đã công bố và trao quyết định thành lập câu lạc bộ Hà Giang Runners. Câu lạc bộ sẽ hướng tới cái phần chuyên nghiệp hơn, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ hơn, và cũng xây dựng những cái quy chế chặt chẽ để thu hút được nhiều thành viên tham gia có chất lượng hơn. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba khuyến khích và giải phong cách cho các đội tham gia. Trong đó, giải nhất thuộc về đội Runners huyện Quang Bình. Qua giải chạy nhằm tiếp tục tạo sự đoàn kết, lan tỏa đam mê môn chạy bộ trong cộng đồng và khích lệ mọi người tham gia luyện tập thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ, hiện nay các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thường trực 24/24 giờ nhằm đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Là đơn vị được Sở Y tế phân công nhiệm vụ hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức trực 24/24 giờ theo 4 cấp trực, trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ.
Bệnh viện cũng trực đường dây nóng 24/24 và đảm bảo đội cấp cứu ngoại viện luôn trong trạng thái sẵn sàng phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết như các diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt đã dự trữ khoảng 500 đơn vị máu dùng trong trường hợp cần thiết nhằm kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Vì chúng tôi có một cái kế hoạch cụ thể là tăng cường các phòng khám cũng như là tăng cường cái số lượng bác sĩ trực thường trú, nên ra vẫn đảm bảo là 100% là giải quyết tất cả các trường hợp ở đó bằng một cách là nhanh chóng và cụ thể, và cũng không để xảy ra một cái biến cố hoặc là những cái về sai sót về vấn đề về sai sót về chuyên môn. Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Minh, theo ghi nhận trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, bệnh viện vẫn thực hiện khám bệnh, bảo hiểm hoặc khám bệnh theo yêu cầu như những ngày bình thường. Những kỳ nghỉ lễ này thì là các bác sĩ với nhân viên ở đây là phục vụ vẫn như ngày bình thường, rất là nhiệt tình, chu đáo. Các cái thiết bị, máy móc rồi là nhân viên hỗ trợ rất kịp thời. Ngoài ra, dịp lễ này trùng với thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt có nguy cơ làm gia tăng các ca bệnh và dịch bệnh. Vì vậy, ngoài chủ động các phương án về nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa Đức Minh đã phân công các kiếp trực sẵn sàng trong các trường hợp cần hỗ trợ. Trong những cái dịp nghỉ lễ thì Bệnh viện Đa khoa Đức Minh luôn sẵn sàng về con người, về đội ngũ y bác sĩ, về thuốc, vật tư, về trang thiết bị để trong mọi trường hợp nhanh chóng cấp cứu và xử trí, điều trị, chữa bệnh cho bệnh nhân. Hiện tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm đông người, đồng thời chủ động đối phó với dịch bệnh đuối nước, tai nạn gây thương tích tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong các kỳ nghỉ lễ dài ngày, thay vì về quê thăm gia đình hay đi du lịch trải nghiệm, thì nhiều bạn trẻ họ lại lựa chọn duy trì công việc xuyên kỳ nghỉ lễ để kiếm thêm thu nhập, và xu hướng tìm kiếm công việc thời vụ dịp nghỉ lễ càng được nhiều người trẻ quan tâm. Khác với nhiều bạn trẻ khác, dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, Khánh Huyền 19 tuổi, nhân viên quán cà phê V Coffee tại số 28 đường Lê Quý Đôn, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, quyết định đi làm xuyên kỳ nghỉ. Cô gái trẻ cho biết những ngày như thế này, quán đông khách hơn nên thu nhập cũng sẽ cao hơn. Thay vì chọn đi chơi, đi du lịch thì em nghĩ là em sẽ chọn đi làm để có thêm kiến thức, thêm thu nhập và thêm sự hiểu biết. Em có thể chọn cho bản thân mình những cái kỳ nghỉ khác phù hợp với em hơn. Cũng giống Khánh Huyền, cô sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang Lành Thị Trinh cũng lựa chọn đi làm thêm tại tiệm gốm Pottery Garden thay vì về nghỉ cùng gia đình. Các bạn của em lựa chọn đi về nhà, còn em lựa chọn ở lại làm trong kỳ lễ 5 ngày để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Được biết, tiệm gốm Pottery Garden do một bạn trẻ là Nguyễn Thị Trang làm chủ. Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi, Trang đã dự định dành nhiều thời gian hơn cho công việc ở tiệm gốm của mình. Bởi càng dịp nghỉ lễ, nhu cầu vui chơi của khách hàng càng lớn hơn. Năm thì cũng có nhiều dịp để gia đình chúng tôi lựa chọn đi nghỉ lễ, thì có thể là lựa chọn vào những dịp nghỉ lễ khác. Thì tiệm gốm Pottery Garden thì sẽ mở và hoạt động xuyên suốt các ngày nghỉ lễ để cho các bạn, đến những bạn nào mà không đi du lịch thì có thể đến và chơi, vui chơi, có thể trải nghiệm. Không nghỉ ngơi, không về quê cùng gia đình hay đi du lịch, hiện nay nhiều người trẻ chọn đi làm vào dịp nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lũy kinh nghiệm hay chỉ đơn giản là được làm công việc mình yêu thích. Cùng với đó, nhiều cửa hàng vẫn mở những ngày nghỉ để duy trì lượng khách quen. Số lượng nhân viên và giờ làm cũng được điều chỉnh cân bằng để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, xác định người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế. Chính vì vậy, thời gian qua, các cấp ngành doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần người lao động. Qua đó, vừa giúp giữ chân người lao động, vừa tạo động lực để doanh nghiệp, đơn vị ngày càng phát triển. Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, phóng sự sau sẽ làm rõ hơn nội dung này. Anh Hoàng Văn Binh là một trong những công nhân gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Minh Thịnh từ những ngày đầu thành lập vào năm 2011 với mức lương hiện tại là 15 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, được công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, luôn đảm bảo các chế độ chính sách tiền thưởng vào các dịp lễ Tết, giúp anh Binh có được nguồn thu nhập ổn định và yên tâm gắn bó lâu dài với công ty. Tôi thì gắn bó với công ty này thì được mấy mấy năm rồi. Thì tiền lương với tiền thưởng thì trợ cấp hàng tháng thì có đầy đủ, không gọi là không cho anh em thiệt thòi gì cả.
Còn đối với Trung tâm Viễn thông thành phố Hà Giang, bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông công nghệ thông tin, trung tâm cũng luôn chú trọng thực hiện tốt các chế độ chính sách chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ công nhân viên. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên của Trung tâm Viễn thông thành phố Hà Giang đạt 230 đến 240 triệu đồng một người một năm. Tôi cũng trải qua rất nhiều công ty bên ngoài rồi. Đấy, và khi tôi vào Viễn thông thì thấy cái lương thưởng nó cũng đảm bảo, chế độ quyền lợi của bảo hiểm rất đầy đủ. Trung tâm Viễn thông còn trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ để hoạt động. Trung tâm cũng hàng năm cũng đều có cái phát động thi đua và đều có đánh giá khen thưởng kịp thời những cá nhân mà hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong cái đợt thi đua, và cũng phối hợp với công đoàn của trung tâm thì cũng động viên khích lệ tinh thần của người lao động, đảm bảo về cái quyền lợi nghĩa vụ của người lao động. Sự quan tâm kịp thời, những hoạt động thiết thực chăm lo của các đơn vị doanh nghiệp đã giúp cho đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh ngày một đảm bảo. Đây cũng là nguồn động viên khích lệ, tạo động lực để cán bộ công nhân viên thi đua lao động sản xuất, qua đó đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong mục điểm thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp lại biên tập viên Thảo Nguyên để điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024. Xin mời biên tập viên Thảo Nguyên. Vâng, xin cảm ơn chị Quỳnh Nga. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chiều ngày 26 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Mái ấm công đoàn giai đoạn 2019-2024. Sau 5 năm triển khai, chương trình Mái ấm công đoàn đã lan tỏa sâu rộng, qua đó đã đóng góp ủng hộ vượt chỉ tiêu đề ra với tổng số tiền vận động, ủng hộ và kết dư trên 10,4 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 260 hộ đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn đề nghị các cấp công đoàn thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, truyền thống của giai cấp công nhân công đoàn Việt Nam, nhằm xây dựng đội ngũ đoàn viên người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tay nghề giỏi, phát triển đội ngũ cán bộ đoàn viên người lao động ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước của tỉnh nhà. Trong sáng ngày 25 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai nhanh, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án, thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả các mục tiêu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024. Đặc biệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ba chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và hiệu quả, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, quan tâm tập trung chỉ đạo ôn tập cho học sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông và chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đi kiểm tra thực tế các dự án và làm việc với các đơn vị liên quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và thành phố Hà Giang. Qua kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thường xuyên phối hợp với phía đối đẳng để thu hút đầu tư, phối hợp với huyện Vị Xuyên hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án, cân đối để bố trí vốn cho các dự án đang triển khai. Đối với dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang và khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang giai đoạn 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở ngành đơn vị liên quan phối hợp đôn đốc các nhà thầu thi công thường xuyên sâu sát hiện trường, giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng mỹ quan công trình, đồng thời kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Sáng ngày 26 tháng 4 tại quảng trường 26 tháng 3, tỉnh Hà Giang tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, và tháng công nhân năm 2024 với chủ đề đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết được triển khai từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Theo đó, các cấp ngành, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp chủ động thực hiện hiệu quả tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân với nội dung thiết thực.
quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nắm bắt tâm tư khó khăn về việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động để có những chính sách giải pháp hỗ trợ hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Vâng, cảm ơn biên tập viên Thảo Nguyên với những thông tin quan trọng của mục điểm thời sự trong tuần. Tới đây thời lượng dành cho chương trình thời sự cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.